Để tiếp tục chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự buổi ký quỹ phòng đọc sách Cô Giang do Bích Phượng và Đào Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Buổi tiệc ký quỹ để thành lập phòng đọc sách Cô Giang đã được tổ chức tại thành phố Fortress, Virginia vào ngày thứ Bảy 22 tháng 6 2019. Nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói riêng, và một số người trong ban điều hành quyết định thành lập một phòng đọc sách và có tên là phòng đọc sách Cô Giang vì để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Giang, hay còn được biết là Cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bà đã tự sát vào ngày 18 tháng 6 năm 1930, ngay sau khi anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ khác bị thực dân Pháp xử chém tại Yên Bái, sau cuộc tổng khởi nghĩa chống thực dân Pháp bị thất bại. Vì thế, đêm dạ tiệc gây quỹ để thành lập phòng đọc sách Cô Giang đã được rất nhiều sự ủng hộ Quỹ Đồng Hương, Quỹ Hội đoàn trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia vào lúc 7 giờ chiều 22 tháng 6 2019. Ông Võ Thành Nhân đã gửi lời cảm ơn chân tình cũng như cho mọi người biết thêm những chi tiết về phòng đọc sách Cô Giang. Chúng tôi xin kính gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã dành thời giờ quý báu để đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ ngày hôm nay. Và lời chia sẻ của ông Nhất Hùng. Chúng tôi, những người đồng hương ở vùng Hoa Thịnh Đốn đã từng ấp ủ rất lâu. Phải nói rằng cái ý tưởng để thành lập một cái thư viện hay được gọi là một cái phòng sinh hoạt cho cộng đồng người Việt Nam ở vùng Hoa Thịnh Đốn đã có từ lâu. Thì anh Võ Thành Nhân, giám đốc đài SBTN DC, anh chuẩn thuận, anh đồng ý cho cái đó phát triển, nó trở thành một cái phòng đọc sách ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì sau khi mà anh Võ Thành Nhân đồng ý thì chúng tôi có ngồi họp, chúng tôi là những cái người mà ưu tư về việc bảo tồn và phát triển văn hóa Việt ở hải ngoại, ở vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng và hải ngoại nói chung. Và chúng tôi quyết định là chúng tôi không gọi là thư viện mà chúng tôi gọi là phòng đọc sách. Và chúng tôi quyết định chọn tên là phòng đọc sách Cô Giang bởi vì Cô Giang cũng là một vị nữ lưu anh kiệt trong cái dòng lịch sử Việt. Và lời chia sẻ của giáo sư Nguyễn Ngọc Yến. Phòng đọc sách sẽ cần tôi và tôi cũng cần phòng đọc sách nữa. Là tại vì theo anh Nhân nói là những người nào chưa hề biết tiếng Việt, chưa hề đọc tiếng Việt nữa, là tôi phải đến để giúp đỡ họ đọc tiếng Việt và tôi có thể giúp cho họ đọc tiếng Việt trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và khi mà họ đọc được, họ sẽ mê văn hóa Việt Nam và đọc sách ở tại phòng đọc sách Cô Giang. Được biết, phòng đọc sách Cô Giang tọa lạc tại 6329 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Hiện nay, phòng đọc sách đã có sẵn một số lượng sách. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 2019, phòng đọc sách Cô Giang sẵn sàng tiếp nhận sách báo, các tài liệu văn hóa Việt Anh Pháp mà Quỹ Đồng Hương hiến tặng tại địa điểm nêu trên. Tuyệt đối không nhận bất cứ văn hóa phẩm nào của nhà nước Cộng sản Việt Nam hay cổ võ tuyên truyền làm lợi cho Cộng sản Việt Nam. Phòng đọc sách sẽ bắt đầu tiếp đón Quỹ Đồng Hương từ ngày thứ Sáu 26 tháng 7 2019. Thời gian mở cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thì đây cũng là một ý kiến rất là hay để giữ gìn cũng như bảo tồn những văn hóa phẩm, đồng thời những sách vở, những gì mà của Việt Nam Cộng Hòa mình, đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa còn lại. Chương trình dạ tiệc cây quỹ đã chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm. Sau phần văn nghệ của những ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng rất là đặc sắc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự buổi tiệc cây quỹ phòng đọc sách Cô Giang tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603,
Bích Duyên 703-599-6043.